Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mua Linh Kiện. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn sản phẩm máy âm ly Hi-Fi 2.1. Các bạn thấy trên đây chính là sản phẩm. Sản phẩm có vỏ bằng nhôm, sử dụng nguồn 12V một chiều. Đây là công tắc dùng để bật tắt nguồn và các nút điều chỉnh âm lượng, ba stress và các đầu vào như đầu loa dùng cho loa trái và loa phải. Còn đây là giắc nguồn, hai giắc loa là sử dụng loại giắc audio 3.5. Sản phẩm hiện đang được bán tại cửa hàng linh kiện điện tử Tuhu hoặc website mualinhkien.vn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp mạch này. Chúng ta cần chuẩn bị hai loa dùng cho bên trái và bên phải, một adapter 12V 2A. Mạch này sử dụng nguồn dòng từ 2 đến 3 ampere để đảm bảo công suất đầu ra. Mình sẽ sử dụng một dây audio loại hai đầu đực. Các bạn cũng có thể sử dụng loại một đầu vào hai đầu ra như thế này. Đầu tiên các bạn lắp loa trước. Các bạn để ý ở đây có 4 giắc dùng cho hai loa bên trái và hai loa bên phải. Đầu tiên, mình sẽ sử dụng một loại dây này trước. Một đầu các bạn kết nối với điện thoại. Đầu còn lại, các bạn nối với chân MP3 in. Cuối cùng là cắm nguồn và test thử. Các bạn thấy đây là công tắc nguồn. Khi gạt lên là sẽ ngắt nguồn, bóng đèn sẽ tắt. Còn đây là báo hiệu đã có nguồn vào. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dây audio thứ hai, có một đầu vào và hai đầu ra. Một đầu vào các bạn cũng kết nối với thiết bị di động, còn hai đầu ra các bạn nối với hai bên audio in ở đây. Thank you.
Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn xong máy âm ly Hi-Fi 2.1 cũng như cách sử dụng nó. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có comment hay quan tâm đến sản phẩm, hãy để comment bên dưới video. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.